Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Điều gì đằng sau những tranh cãi xung quanh lễ khai mạc Olympic? Kính thưa cộng đoàn, ngay khi phát sóng, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic đã gây tranh cãi trên toàn thế giới. Xoay quanh bức biếm họa thô tục về bữa tiệc ly, khơi dậy sự tức giận của tín hữu Kitô trên thế giới. Nhưng quý vị yên tâm, không có tòa đại sứ Pháp nào bị đốt, không ai bị chặt đầu, vì chúng ta biết đây là sự giận dữ của người Thiên Chúa Giáo. Nhưng cuộc tranh cãi này đã làm các nhà thiết kế Thế vận hội lùi bước. Họ tự hào vì đã chà đạp lên biểu tượng này, họ đòi quyền chính đáng để bán bổ. Sau đó, họ giải thích họ chưa bao giờ nói đến bữa tiệc ly và những tài liệu tham khảo của họ là khác. Không, không và không, Kitô giáo không phải là mục tiêu. Đó là những gì chúng ta gọi là cười nhạo thế giới, sau khi gọi những người phẫn nộ là những kẻ mù quáng, những kẻ vô học. Vấn đề là ở chỗ, tôn giáo duy nhất cho phép mình bị công khai xúc phạm mà không bị lên án là đạo Công giáo. Ai có thể tưởng tượng những người thiết kế chương trình này có thể tự do tấn công các tôn giáo khác mà không lo cho mạng sống của họ? Và đó là điểm chúng ta cần có cái nhìn tổng thể về dự án chính trị của buổi lễ này. Các nhà thiết kế không giấu giếm ý định, họ muốn dùng Thế vận hội để chà đạp lên một ý tưởng nào đó của Pháp, thường gắn liền với quyền mà họ gọi là cực hữu. Họ muốn hạ nhục lòng yêu nước của người Pháp. Vì thế, lễ kỷ niệm có vụ chặt đầu Hoàng hậu Marie Antoinette và những trang đẫm máu nhất của cách mạng Pháp. Vì thế, có những tham chiếu mang tính biểu tượng có phần bí truyền trong các vấn đề tôn giáo. Vì thế và trên hết là có sự hiện diện của các nữ hoàng de Rat. Cần lưu ý, nữ hoàng de Rat đã trở thành nhân vật tham khảo của chủ nghĩa tiến bộ phương Tây trong nỗ lực phá hủy hoàn toàn nền văn minh Pháp. Đàn ông ăn mặc như phụ nữ luôn tồn tại bên lề xã hội và nó sẽ luôn tồn tại. Tuy nhiên, có một vấn đề là chúng ta muốn biến sự lập dị kỳ quái này thành một chuẩn mực nhận dạng mới. Đôi khi, người dân bình thường tự hỏi liệu họ có để yên với công việc khai thác này mà điểm nhấn mạnh là làm mất ổn định bản sắc tâm lý và tình dục của trẻ em, thúc đẩy các bé trai nghĩ mình là con gái và ngược lại. Hơn nữa, không nghĩ rằng đàn ông có thể trở thành đàn bà và đàn bà có thể trở thành đàn ông là bán bổ sao? Không đánh giá cao thế giới của các nữ hoàng de Rat cũng là bán bổ sao? Vì vậy, chúng tôi quay về với vấn đề này. Những người thiết kế buổi lễ muốn khiêu khích, họ khiêu khích, nhưng sự khiêu khích này lại chống lại họ. Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic, đáng lẽ họ có thể đoàn kết thì họ lại chia rẽ. Vài ngày sau những cảnh kinh hoàng tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic, Linh mục Pierre Ama, giáo phận Versailles nhắc lại, đây là hậu quả của khoảng trống đạo đức nước Pháp rơi vào. Linh mục kêu gọi giáo dân quan tâm đến lĩnh vực văn hóa để truyền tải văn hóa. Theo linh mục, lễ khai mạc đã có những cảnh rất đẹp và rất xấu, có cảm hứng và có gây sốc, có huy hoàng và thô tục trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris. Chúng ta không thể không nghĩ đến dụ ngôn lúa mì và cỏ lùn trong Tin mừng Thánh Matthew lại đúng phúc âm ngày Chủ nhật hôm sau. Đúng, một số nghệ sĩ đã đùa vui, nhưng có phải họ đã bóp méo thông điệp hòa hợp của tinh thần huynh đệ và hòa bình Olympic đó không? Họ có thể đã tập hợp nhưng họ lại thích phân chia và làm nổi bật những gì phân chia. Đúng, họ đã làm cho các trẻ em ngây thơ khi xem những cảnh này đã phải bối rối, thắc mắc, không biết những cảnh này muốn nói gì. Đúng, họ đã chế nhạo di sản Do Thái Kitô giáo của nước Pháp. Nhưng trên hết, họ đã xúc phạm đức tin của cả 1,5 tỷ tín hữu Kitô. Đúng vậy, đạo Công giáo là đạo duy nhất cho phép họ biếm họa và chế nhạo. Cho đến nay, đạo Công giáo là đạo bị bức hại nhiều nhất thế giới. Những thái quá vô cớ và khiêu khích của lễ khai mạc không là gì so với những thử thách của anh em Kitô hữu chúng ta phải chịu đựng ở Yemen, Nigeria hay Pakistan. Nhưng làm sao chúng ta không cay đắng khi xem lễ hội toàn cầu này? Chúng ta có thể làm gì để tránh không tự cho mình là nạn nhân và vô cảm? Chúng ta không cần phải bảo vệ Thiên Chúa, Ngài tự làm và làm rất tốt. Khó khăn nhất của chúng ta là nhìn thấy những tiến bộ trong hệ tư tưởng thức tỉnh. Rõ ràng, tùy thuộc vào nơi chúng ta sống có được bảo vệ hay không, việc giải cấu trúc này không phải ai cũng thấy rõ. Năm 2013, chúng ta đã ôn hòa xuống đường để tuyên bố một điều hiển nhiên. Bất cứ khi nào có thể, điều tốt nhất cho một em bé là em bé có cha có mẹ và được cha mẹ giáo dục. Trong vòng chưa đầy 10 năm, hệ tư tưởng tiến bộ đã thực sự phát triển. Hiện nay, chúng ta có luật phá thai trong hiến pháp, hệ tư tưởng chuyển giới và đa thê được ca ngợi. Chúng ta sẽ sớm hỗ trợ cái chết,
nước Pháp đang bị bệnh. Khoảng trống đạo đức này đã được kỷ nguyên Macron tăng tốc. Có lẽ chúng ta đã quên. Hãy thức dậy, thế giới đang thay đổi và không có chúng ta. Chúng ta quên trấu có lợi cho lúa mì sao? Sự hiện diện của cái ác dưới mọi hình thức có thể là tác nhân kích thích lớn lao cho điều thiện. Nó buộc chúng ta phải có một khởi đầu mạnh mẽ khi trông cậy vào Chúa, luôn chủ động và không thụ động, lựa chọn và không đau khổ. Đức Francisco đã nói, đừng yên vị trên sofa của mình. Chúng ta muốn có buổi lễ tốt đẹp và những sáng tạo tốt đẹp. Vậy chúng ta phải cấp thiết đầu tư vào lĩnh vực văn hóa và truyền tải văn hóa, chấp nhận con cái chúng ta là giáo viên, nghệ sĩ, nhân viên giải trí, nhạc công. Chúng không nhất thiết phải học kinh doanh. Cuộc tranh cãi này nảy sinh vào giữa mùa hè. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xem đây là lời mời bắt đầu cuộc sống trí tuệ, tinh thần và văn hóa của mình? Trái tim phải ở hàng đầu. Du Xe, Nguyễn Tùng Lâm, dịch. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.